À, kính chào bà con ngày hôm nay thì thế chia sẻ một cái chủ đề đó là làm sao để à, à, giữ sức khỏe sống vui khỏe gắn bó lâu dài với cái nghề cầm mũ cao su này thì thế cũng chia sẻ cái vấn đề chính cũng không làm mất thời gian của bà con nhiều thì à, đối với bà con mình thì thường à, hay cạo vào cái thời giờ đó là à, 2 giờ trở đi á thì bà con nên hấp cạo vào cái thời điểm đó trở đi thì nó tốt hơn và nó có được cái sự sức khỏe cũng như là cứ bà con để ý là bà con thức điều đặn vào cái giờ từ 1 giờ mấy trở đi tức là khoảng 10 giờ tối là bà con bắt đầu đi ngủ ha sau đó thì khoảng 1 một, một giờ mấy 2 giờ cái bà con thức dậy đi cạo và cứ điều đặn như vậy á thì bà con thấy là sức khỏe của mình nó rất là tốt và nó, nó may mắn và nó có sức khỏe nó lạ thường thì chỉ có những bà con mà hay cạo mũ hay cạo điều đặn vào cái khung giờ đó thì bà con sẽ cảm nhận được nó, nó chính xác nhất Còn đa số thì thế cũng thấy có rất nhiều bà con là cạo vào cái giờ là 7 giờ tối trở đi à, Và cái giờ đó là đáng lẽ là để cái cơ thể mình nó nghỉ ngơi à, và không được vận động cơ bắp Nhưng mà đa số bà con thì cũng có những cái công việc đặc thù á và con cũng tranh hay là cạo vào cái giờ đó nhưng mà nếu mà thường xuyên à, làm việc vào cái khung giờ đó thì à, cơ thể bà con nó sẽ 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 sức khỏe nó sẽ suy si yếu và nó xuống cấp à, trầm trọng thậm chí nó còn sinh ra những cái à, chứng bệnh nữa thì à, tôi thấy à, ngày hôm nay thì hãy chia sẻ cái à, chủ yếu là với những bà con mà hay à, hức vào cái khung giờ khoảng một giờ mấy 2 giờ á thì bà con trước khi mà bà con à, thức dậy để đi à, tức là bà con thức dậy bà con đừng có đi cạo liền bà con ngồi lại à, nếu bà con ngồi lại trên giường á thì à, nếu bà con biết ngồi thiền hoặc là bà con tập biết tập yoga gì thì càng tốt còn không thì bà con à, ngồi lại chút xíu khoảng chừng 10 đến 15 phút rồi bà con tĩnh tâm á tĩnh tâm thì độ khoảng 10 đến 15 phút là bà con sẽ cảm thấy là cơ thể mình nó sẽ nó sẽ ấm nó sẽ ấm hoặc là nóng ấm lên là lúc đó là năng lượng đang trỗi dậy và coi như giống như là bà con đang đã sạc đầy pin rồi đó Thì khi đó kéo bà con, bà con khi đó thì năng lượng nó trỗi dậy nó tràn ngập mà trong cơ thể bà con rồi đó. Đó bà con bắt đầu bà con đi vậy bắt đầu đi đi cạo hay đi làm bất cứ việc gì thì nó cũng có đầy đủ cái năng lượng để làm việc, nó sung sức, nó vui vẻ, nó sung sức nhất. Và khi mà cơ thể bà con nó 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 ấm, nó nóng lên vậy đó. Thì khi bà con đi ra để đi cạo thì nó cũng có những cái cái bằng cái cái không khí lạnh đó nó cũng kháng lại những cái không khí lạnh nó không làm cho những cái không khí lạnh đồ nó xâm nhập nó nó sẽ đỡ bệnh đồ, đỡ bệnh hơn so với bà con mới thức dậy cái bà con đi liền thì như vậy thì cái những cái khí lạnh nó dễ xâm nhập vào cái cơ thể mình, nó dễ là bệnh hơn ha. Thì nếu mà bà con cứ điều đặn như vậy á, ngày nào trước khi đi cạo á khoảng 1 giờ mấy 2 giờ trước khi dạy cạo thì bà con ngồi lại tĩnh tâm khoảng chừng 10 đến 15 phút khi đó thấy cơ thể mình nó ấm lên tức là lúc đó là năng lượng trong cơ thể nó đang trỗi dậy và đang coi như là được gọi là sạc đầy pin rồi đó à, sạc đầy năng lượng rồi đó là lúc đó bà con bước bắt đầu dậy đi làm đi cạo hay là đi làm bất cứ việc gì là nó cũng sung sức và nó cũng đầy đủ cái năng lượng để mình làm một cách nó trọn vẹn và nó có được cái sức khỏe cũng như là khi mà có được cái sức khỏe thì nó cũng có được cái niềm vui trong lúc mình làm nó khỏe và nó cũng vui nữa đó thì ngày hôm nay thấy chia sẻ cái vấn đề này đối với cho bà con à, đặc biệt với à, bà con à, đã gắn bó với cái nghề cạo mũ cao su ha rồi video đến đây thì cũng dài rồi cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại bà con